kiến nghị tiếng Anh dưới dạng This how to do something. Khi mà ô tô đang thải ra quá nhiều khí CO2, chúng tôi sẽ cấm xe ô tô. Xin chào mọi người đã quay trở lại với VDP Vlog và mình là Vũ Anh Tuấn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề mà mình nghĩ có thể có ích cho rất nhiều bạn tranh biện viên đang chuẩn bị tham gia các giải tranh biện lớn. Là những lưu ý cần biết khi thi đấu dạng đề chính sách ở trong tranh biện. Kiến nghị dạng chính sách là một trong những kiến nghị phổ biến nhất mà các bạn thí sinh sẽ gặp trong tranh biện. Các bạn sẽ thường gặp nó ở trong các kiến nghị tiếng Anh dưới dạng This how to do something, nghĩa là chúng tôi sẽ thực hiện một điều gì đó. Vậy khi nào một kiến nghị dạng chính sách tồn tại? Một kiến nghị dạng chính sách tồn tại khi chính phủ hay khi một ai đó muốn đưa ra một chính sách nhằm thay đổi thực tại hiện nay của xã hội. Các chính sách có thể rất đa dạng, từ chúng tôi sẽ cấm thuốc lá, chúng tôi sẽ cấm ô tô, cho đến chúng tôi sẽ lắp đặt một thiết bị có một tính năng đặc biệt nào đó. Trong các loại đề chính sách thì có hai việc chính mà các bạn cần quan tâm khi thực hiện loại đề này. Việc đầu tiên đó chính là vấn đề là gì? Tại sao lại có câu hỏi này? Bởi vì khi một chính sách được đưa ra thì chắc chắn phải tồn tại một vấn đề xã hội nào đấy dẫn đến việc người ta đang thực hiện chính sách này để giải quyết vấn đề xã hội đó. Hãy thử tưởng tượng nếu một ngày người ta cần, chúng tôi sẽ cấm xe ô tô. Vậy thì chúng ta có thể dễ dàng liên tưởng ngay rằng vấn đề xã hội mà người ta đang cố gắng giải quyết ở đây đó là gì ạ? Thứ nhất, đó là vấn đề ô nhiễm môi trường khi mà ô tô đang thải ra quá nhiều khí CO2. Vấn đề thứ hai có thể được hướng đến giải quyết thông qua chính sách này, đó chính là việc ách tắc giao thông. Khi mà quá nhiều xe ô tô trên đường có thể dẫn đến tắc nghẽn giao thông và từ đấy gây nguy hiểm cho người đi đường. Việc xác định được đâu là vấn đề của trận tranh biện trong những kiến nghị chính sách là vô cùng quan trọng. Bởi vì chỉ khi bạn xác định đúng vấn đề, bạn mới có thể hiểu được mục đích đằng sau của người ra đề, để từ đấy có thể tranh biện đề một cách chính xác nhất. Bởi vì khi bạn đã xác định được đâu là vấn đề quan trọng nhất của trận tranh biện này, thì bạn cũng sẽ xác định được các luận điểm chính của tôi sẽ phải tấn công vào vấn đề gì, các luận điểm chính của tôi sẽ phải sửa đổi vấn đề gì, và cái thế giới mà tôi đang vẽ ra sắp tới đây sẽ trông đẹp đẽ như thế nào khi không có những vấn đề đó. Lưu ý thứ hai đối với kiến nghị dạng chính sách, đó chính là những chính sách được đưa ra ở trong tên kiến nghị thường vô cùng sơ lược. Chúng tôi sẽ cấm ô tô, chúng tôi sẽ cấm thuốc lá, chúng tôi sẽ cấm túi ni lông. Tất cả những ví dụ trên đều vô cùng sơ lược. Họ không nêu rõ họ sẽ cấm như thế nào, cách thức phạt như thế nào, phạm vi áp dụng như thế nào. Tất cả những điều này sẽ làm cho thế giới mà bạn đang cố gắng bảo vệ trở nên mơ hồ. Vì vậy lưu ý thứ hai, đó chính là bạn phải có một chính sách cụ thể. Từ đó, việc đầu tiên bạn phải làm đó chính là phân tích xem từ vấn đề hiện nay là gì. Nếu tôi muốn giải quyết vấn đề đấy thì cái chính sách của tôi phải gồm mấy bước, 1, 2, 3 như thế nào. Các bước lần lượt tôi phải áp dụng nó như thế nào. Bạn hãy lưu ý rằng ngay cả khi áp dụng chính sách thì chúng ta cũng có những chính sách cứng và chính sách mềm, hay còn gọi là soft policy và hard policy. Khác biệt hai chính sách này là gì? Những chính sách mềm hay soft policy thì thường có phạm vi áp dụng rất rộng, tuy nhiên mức ảnh hưởng của nó thì rất thấp. Ngược lại, hard policy hay những chính sách được dịch ra là những chính sách cứng thì trên thực tế có phạm vi ảnh hưởng thấp hơn nhưng tính hiệu quả đạt được cao hơn. Là một tranh biện viên, bạn cần cân nhắc sử dụng loại chính sách nào, và đồng thời bạn cũng cần cân nhắc xem làm thế nào để trung hòa giữa các loại chính sách, để từ đó đưa ra một chính sách vừa cụ thể nhưng vừa giải quyết được vấn đề mà chính bạn vừa nêu ra ở phía trên. Và vừa rồi là những lưu ý để bạn có thể tranh biện những cái đề chính sách một cách hiệu quả nhất. Chúc bạn sẽ thành công ở các giải tranh biện. Và đây là VDP Vlog. Hẹn gặp bạn ở các số tiếp theo.